đang leo trèo trên hàng dừa ven sông. Khỉ bỗng thấy cá sấu nhe hàm răng nhọn hoắt như cưa sắt đang trườn trên cát. Nhìn đôi mắt tí hí với hai hàng nước mắt chảy dài của cá sấu, khỉ hỏi: Bạn là ai? Vì sao bạn khóc? Tôi là cá sấu. Tôi khóc vì chẳng ai chơi với tôi. Khỉ nghe vậy liền mời cá sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào cá sấu cũng đến và được khỉ cho ăn nhiều hoa quả. Một hôm, cá sấu mời khỉ đến nhà. Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng cá sấu. Bơi đã xa bờ, cá sấu mới bảo: Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của bạn. Khỉ nghe vậy hơi hoảng sợ, nhưng rồi trấn tĩnh lại, nó bảo: Chuyện quan trọng thế mà bạn chẳng báo trước. Quả tim tôi để ở nhà, mau đưa tôi về, tôi lấy tim dâng vua của bạn. Cá sấu tưởng thật, liền đưa khỉ vào bờ. Tới nơi, khỉ đu vút lên cành cây rồi mắng: Con vật bội bạc kia, cút đi, chẳng ai thèm làm bạn với những kẻ giả dối như mi. Khỉ gặp cá sấu trong hoàn cảnh nào? Khi hỏi cá sấu điều gì, cá sấu trả lời ra sao? Khi đối xử với cá sấu như thế nào? Cá sấu mời khỉ đến nhà và trên đường đi đã nói gì với khỉ? Khỉ trả lời thế nào? Khi cá sấu đưa vào bờ, khỉ đã làm gì và nói gì? Em rút ra những bài học gì từ câu chuyện này?